Top 1 của The Expendables qua nhiều thứ tiếng. Tiếng Bồ Đào Nha. 68 tentou, Luke Twelve correu, 68 tomou bala do outro lado, Luke Twelve de novo, salvo pelo time adversário, lá vem a engranada, segurou o spray na direita, segurou o segundo, terceiro! Spray, 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 maravilhoso no 777! É um alienígena da bola! Segurou, rasga, 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 rasga os quatro, que absurdo! Faz o 777! Bota a mão na cara o Eden, mais uma molotov jogada pelo outro lado, utilitárias podem decidir o jogo agora nesse final. Volta a granada, bala do Eden no primeiro, rasgar o Eden na volta, o 777 pega mais um! Ele é um absurdo! Ele garantiu sete eliminações! Ele garantiu sete eliminações, ele vem pra última bala agora! É o 777 contra, e o Nouris pelo outro lado com um de HP! Jogou granada pra cá, fez smoke no caminho, o Nouris procura, tá sem colete os dois. O Nouris com um pouquinho ainda de colete, a bala pega pra tentar garantir mais uma eliminação. É agora sim, um x1, não tem mais caldo Duck. Nouris de um lado, 777 do outro, encontrou de lateral, rasga! Oh! É 777, spama no chat, porque ele é um alienígena na bala! Tiếng Thái Lan. Dominante điều đó là nền, nghe không? 777, đại diện tiền léo. Bước câu 2, léo. Lại nữa. 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 Lỡ thì เอาแล้วนึงๆๆ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 
ต้องชื่นชมจริงๆนะตองเจ็ดครับผมพระเอกของไก่นี้เลยจริงใช่ครับเสียงฮันกวก자그리고수류탄자찾는무일살무일살시키려는수류탄이에요와와와자쿠키하고있죠찾는거보세요찾는거보세요하나하나둘셋우와트리플세븐더이스펜더블오케이와이건킬칠칠칠이아니라킬킬킬이었어요네아이선수진짜대단합니다야트리플칠이아니라트리플킬이었습니다네단한번에그냥사격으로세명을끊어냈어요아매하게이게양다리에둘러싸인상황이다보니까그물망자체가찢어졌죠지금네이렇게와아담트리플세븐이와선수진짜가슴을뜨겁게하는칠칠칠에본인이칠킬칠칠칠칠자이거1대1인가요한번무슨거는거보세요아니아니안살려요아니아군을살리고해도되잖아요네안살려요이선수진짜1대내손으로진짜해결한다내가슈퍼스타다내가스타다네오늘2022 PGC 의슈퍼스타는나다내문제다킥스타트저리가야야아니살리고해도되잖아요근데킥스타트의그임팩트내가오늘뛰어넘겠다라는거예요예팀원이다버렸어요네아결국1대1됐어요이렇게냉정한플레이를네차가운심장네네아너무차가워서얼어죽겠어요지금 누린즈한대아그만돼더이스팬더블야혼자8킬했나요약간비정하긴했는데어이선수의그결정능력은띵타이반야니코스Le quería hacer la vida imposible y casi lo consigue. Miró a lo Coronado que va a meter este muñeco. Full auto para uno, full auto para dos, full auto para tres. Sí, 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 sí. Trade squad completo para 7-7-7. Rebotó mal, la flash rebotó mal. Le rebotaba ahí totalmente en la cara. Sale Adam, consigue la primera, busca 7-7-7-7, por favor. Nada, más. 7 eliminaciones, lleva este muñeco, por favor. Le queda uno, le queda uno. Lo va a ganar, le tiene que ganar. Lo cagué. Ay, amigo, está. Norris, en uno de vida. No te lo puedo creer. La tiene que ganar, amigo. No te la, puede, no te la pueden robar. Está avanzando. Y sí, señor, mira vos, una más para el cuaderno. 4 eliminaciones para Norris.
Atento ahora porque 777, el enfrentamiento, el 1 versus 1, lo que tenemos. Lo quiere buscar, lo encuentra de frente, Manteca. Sí, querido, te la merecías, toma tuya, llévatela. 777 y The Expendables. Una más. Tiếng Trung Quốc.他玩起来了，但人实在太多。哇，这个特效，哇，七七七啊，翻个就四一穿四，帅，丝滑了，这个比德芙还丝滑，这波拉长，这波好像在练枪啊，这是训练场吧？这哇，这BBL这是能怎么做到能有三个四三个人在身后不知道？这波我感谢导播让我完整的看完了这个，这堪称这次。 三七，能不能打？打一个，打一个，还能打！哇，我的天！哇，七个淘汰了，一打一，不救人了，看到了三倍镜 F4，Pickaxe，哇，就砍一枪，就砍一枪，像神一样了，马上要 Legendary， 好想看心跳。哇，他和 Norris 对抗，真精彩，血量还差不多。他假裂了，打 Barry 贴脸，他舔了一波，舔两波了，哎，哦，帅哦！帅了。 哇，这局8淘汰，团队10淘汰，完胜！我跟你说，就是完胜，他每一波对枪全是优势。这局TE的发挥真的太好了，这三期确实是，这个三期真的顶，太顶，他就是 King，MC King， 哇，这带风再来，这个感觉已经开到说不出来，因为他手感完全拉开。点 Luke 12 tries to make a push onto the day trade compound. 777. Oh, BBL, like you said, has no idea. The spray comes through. The transfer. Give three to 777. He doesn't miss a shot. Give him all four. 777. The Expendables cleaning up. That is as clean as you could even write it up. 777 took it on himself. Adam. Another flashbang in hand. Might be going forward again. Oh, gets himself just barely. 777. Has to pull back off. They have to back off the next one now. Adam again finds the first one. 7-7 will find one return. Finds the second as well. And just like that, both of them down. Norris knows it's a 1v1 if he's been keeping track of the kill feed. Shots through both sides. Taking casualties. One HP. One HP for Norris. Gets the flush on one. And now Norris, it's all up to him. 450 damage so far, but 7-7-7 has managed to take some. Oh, Norris, he saw that helmet. He saw just the tip of his helmet. He's making sure that he keeps track of him. He'd love to be able to get that last kill. Yep, go ahead and get that point as well. And it is a full straight-up 1v1 playing around the smokes now, Toby. Yeah, again. There you go, around the side. Perfect off angle. 7-7-7. See the joy in their faces. They told us they were going to get two today. They found themselves the first. And oh my lord. Were they the authors of their own story? The way that they push up, the way that they take control in that well-deserved win for Vietnam in this one. 7-7-7. If you didn't know his name before, you damn sure know it now. What a performance from him. Tiếng Việt. 777 áp sát gần hơn cùng với Code Marco và những người đồng đội của mình. Một quả lựu đạn, sau đó sấy người đi đầu. Transfersway làm 2, Transfersway làm 3. Tiếp tục làm 4 nào 7 ơi. Làm 4 dành cho Tam Thất. 1v4, BBL này thì cái hàng của chúng tôi đổi 1 lấy 4 điểm hòa gục. Và đó là các thành viên bên phía The Expendables. Chúng ta hoàn toàn có thể giành được cái top 1 trong trận thi đấu này. Chúng ta đang buộc phải gỡ góc 6 giờ của bản đồ. Chúng ta sẽ công thẳng vào các thành viên bên phía của Belmont. Và đây là vị trí của Belmont. Tạm thất lại có thêm cho một cái highlight nữa. Một ngày thi đấu cực kỳ hay của JSPR, đặc biệt là vị trí của Tam Thất. Nhưng hãy cẩn thận nha, chúng ta đang bị bắn ở phía sau lưng từ vị trí của Y-Kang. Nhưng Tam Thất confirm được cho mình cái điểm kill của Belmont. Levit cũng đã đáp trả được vào vị trí của Nico tại góc 12 giờ của bản đồ. Cho Norin, bây giờ thì Norin gần như sẽ bị out ra khỏi hoàn toàn cuộc giao tranh. Norin còn một và Norin biết được kình cần phải tận dụng lợi thế. Nhưng đáng tiếc Đức Hiếu đã phạm sai lầm. Một tình huống sấy quá tốt từ Adam. Một quả flash nó khiến cho bộ đôi Levit cũng như là Tam Thất gặp nhiều khó khăn. Chúng ta chưa dám cứu Đức Hiếu ở thời điểm này. Chúng ta buộc phải né những quả smoke. Nhưng smoke cũng sẽ làm giới hạn thêm hơn những phạm vi tầm nhìn cũng như phương di chuyển. Lượng tầm nhìn bây giờ không cao. Norin lại kết hợp cùng với YK Gaming để đảo bạn các thành viên bên phía The Expendables. Một điều chúng ta không muốn thấy một chút nào cả. Thái Lan là bạn. Quay sang bắn YK các bạn ơi. Nào, người cuối cùng của YK đó là vị chính xác là Adam đang còn hai, YK còn hai người và hai player này đang muốn cố gắng tố vào đội của TS1. Một Levit bị áo gục, một Tam Tất cố gắng trả thù. 1-1 bây giờ cơ hội của chúng ta. TE và
Nation Gaming top 1 thuộc với APAC. Nhưng chỉ xem mà lại đối thủ nào mà tôi. Brand đã có bắn tầm đó có phong độ rất cao. Và hiện tại người cuối cùng Nation đang rất yêu máu rồi. Đó là Norin. Một chấm máu còn lại, cơ hội là có quá nhiều để cho TE. Nào, liệu có phải một quả lửa tốt đến từ đội của TS Battle Boy không đây? Vị trí này thì tạm thất không thể cứu được Đức Hiếu. Nhưng Norin có rất nhiều những quả smoke trên tay của mình. Norin không biết tạm thất ở đâu. Bảy đã nhìn thấy đầu của vị trí đối thủ. Đây là một cái scope 3 cũng của M4. Dạ chúng ta không còn. Đức Hiếu đang cố gắng bò để lấy thêm thông tin dành cho tam thất. Thông tin có rồi, chúng ta đang nhồi tiếp tục những quả flash. Norin lộ ra thông tin và su. Top 1 cho TS Battle Boy và tam thất làm hết. Bắn cả bản đồ thi đấu. Ôi, không biết phải nói gì hơn, nhưng tôi vừa thấy đặc sản của Việt Nam. Top 1 dành cho Six Battle, dành cho tam thất với màn trình diễn không thể chê được bằng đâu nữa cả. Và đó là tam thất.